Một cửa hàng tóc giả ở Tokyo trưng bày hơn 60 bộ tóc giả dành cho phụ nữ với nhiều màu sắc và độ dài khác nhau. Mặc dù có giá cao hơn loại bình thường, nhưng một số người dân Tokyo cho biết, ngày nay, tóc giả cao cấp trở nên đáng mua hơn vì chúng có thể mang đến kiểu tóc đẹp hơn khi mặt họ phải đeo khẩu trang. Tôi phải dùng khẩu trang che nửa khuôn mặt vì đại dịch, nên tôi càng chú ý đến kiểu tóc của mình. Trong khi đó, giám đốc một cơ sở kinh doanh tóc giả cho biết, khách hàng nam có xu hướng mua tóc giả giống với những mái tóc thật hơn vì ngày càng có nhiều người mắc chứng rụng tóc. Tháng 10 năm ngoái, doanh số bán tóc giả của nam giới đã tăng 2,7 lần, trong khi doanh số bán tóc giả của phụ nữ tăng 3,6 lần.